Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin kinh tế và tiêu dùng của truyền hình Công an Nhân dân. Sau đây là thông tin chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long. Đây là lần đầu tiên Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long đăng đàn trả lời trực tiếp câu hỏi của các đại biểu Quốc hội. Tại nghị trường, rất nhiều vấn đề nóng liên quan đến công tác phòng chống dịch thời gian qua đã được các đại biểu đưa ra chất vấn, như việc một số địa phương áp dụng Nghị định 128 của Chính phủ, mỗi nơi một kiểu, hay tình trạng vi phạm trong đấu thầu trang thiết bị y tế. Cùng với đó, tình trạng loạn giá và năng lực sản xuất kit test xét nghiệm COVID-19 trong nước là một vấn đề được các đại biểu quan tâm. Việc loạn giá xét nghiệm COVID-19, mỗi nơi mỗi giá, có nơi thu phí đến 450.000 đồng cho một lần xét nghiệm, liệu có lợi ích nhóm trong việc nhập bộ test xét nghiệm hay không? Gây bức xúc trong nhân dân. Xin Bộ trưởng cho biết tại sao có chuyện này xảy ra. Về trang thiết bị y tế và sinh phẩm chẩn đoán trước đây thì nó không thuộc về cái lĩnh vực về quản lý và mặt hàng về quản lý theo cái luật giá. Và thứ hai là cái giá cả của các mặt hàng này cũng khác nhau giữa các hãng khác nhau và khác nhau giữa các nước sản xuất. Ví dụ như là châu Âu là một giá, châu Mỹ, thế rồi là đối với Trung Quốc. Thế rồi giữa các trang thiết bị y tế và sinh phẩm khác nhau cũng sinh phẩm thì cũng có cái khác nhau qua các thời điểm, có những cái thời kỳ mà cái giá, cái nhu cầu của cung thì là ít mà nhu cầu của cầu thì rất là nhiều, tức là nhu cầu về sử dụng rất là lớn và vì vậy cái giá thành nó cũng cao hơn. Và trong thời gian qua thì biện pháp của Bộ Y tế cũng đã triển khai rất là quyết liệt. Cái thứ nhất là chúng tôi cũng đã để từng bước minh bạch hóa cho cái việc mà cung ứng đối với trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế. Thì vào tháng 7 năm 2020 thì Bộ đã yêu cầu đối với tất cả các công ty mà có kinh doanh rồi là có cái sản xuất đối với trang thiết bị y tế là phải công khai trên cổng của Bộ Y tế niêm yết giá. Và cho đến thời điểm hiện nay thì xin báo cáo với các quý vị đại biểu Quốc hội đã có 69.235 sản phẩm đã niêm yết giá và kết quả đấu thầu là 93.253 kết quả đã được niêm yết giá trên cái cổng công khai của Bộ Y tế. Thứ hai là Bộ đã liên tục để yêu cầu đối với tất cả những cái doanh nghiệp tăng cái nguồn cung đối với cái việc mà cung ứng cho cái thị trường Việt Nam và hạ giá thành sản phẩm. Bộ Y tế đã có hai lần văn bản là đề nghị đối với doanh nghiệp cùng chung tay đối với phòng chống dịch và hạ giá thành đối với sản phẩm. Thứ ba là chúng tôi đã tăng cường cấp phép để tạo cạnh tranh giữa các đơn vị. Bên cạnh đó, một vấn đề được các đại biểu quan tâm chính là về tiêm chủng vaccine. Hiện nay thì nhiều người dân trên 18 tuổi ở một số địa phương đó thì chưa được tiếp cận với mũi 1 của vaccine. Trong khi đó thì nhiều địa phương thì đã tiêm mũi 2 cho người trên 18 tuổi và tiêm cho cả trẻ em từ 12 đến 17 tuổi và thậm chí triển khai mũi 3. Thì đề nghị Bộ trưởng cho biết là nguyên tắc phân bổ vaccine như thế nào. Đối với cái chiến lược tiêm của chúng ta thì chúng ta cũng đã đưa ra rất là bài bản từng cấp độ. Chúng ta tập trung ưu tiên cho những cái đối tượng mà có cái ưu tiên. Thứ hai là đối tượng là người cao tuổi, người trên 50 tuổi và người trên 65 tuổi theo cái nghị quyết 128. Thì trong đó đã quy định rất là rõ đối với các địa phương trong tháng 10 phải phủ cho được cái đối tượng trên 65 tuổi. Và đến tháng 11 phải phủ được đối tượng trên 50 tuổi vì đây là đối tượng mà có nhiều cái rủi ro nhất. Và một số các địa phương thì báo cáo với các quý vị thì chúng ta đã bắt đầu tiêm đối với cái vaccine cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi. Và trong tháng 11 này, hai tuần đầu của tháng 11 thì chúng tôi triển khai ở một số những cái địa bàn trọng điểm. Và trong tháng 11 chúng tôi sẽ triển khai trên địa bàn toàn quốc đối với cái việc tiêm đối với trẻ em 12 đến 17 tuổi. Và trên một nguyên tắc là tuổi cao chúng ta tiêm trước và tuổi thấp chúng ta tiêm sau. Thế và một số cái câu hỏi liên quan đến mũi 3 thì báo cáo với các quý vị hiện nay thì Bộ Y tế mới lập kế hoạch tiêm mũi 3 và chưa có triển khai và chúng tôi dự kiến tiêm vào tháng 12 là bởi vì một cái quan điểm nhất lớn nhất của chúng ta là làm sao phải phủ rất là nhanh cái mũi 1 cho tất cả các địa phương và trong cái hai tuần đầu của tháng 11 chúng tôi sẽ cố gắng phủ hết tất cả những cái mũi 1 cho các địa phương, sau đó trả mũi 2, lúc đó chúng ta bắt đầu với tiêm mũi 3. Cũng trong phiên chất vấn hôm nay, Bộ trưởng Bộ Y tế làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu như đã có hợp đồng mua hơn 200 triệu liều vaccine ngừa COVID-19. Tới đây, sẽ có đơn vị trong nước được cấp phép sản xuất vaccine ngừa COVID-19, thời điểm và cách thức học sinh có thể tới trường an toàn.